Yeah, so maybe cute. Chào con Diệu, chúng mình trò chuyện một chút được không? Chúng thấy là từ đằng sau ấy là trông con rất là phong cách và rất là bình tĩnh. Con có hài lòng lắm với sự tự tin của mình không? Không nói được. Cháu chú không có hỏi nữa. Bây giờ thì uống thuốc tiếp nhé, xong mai lên trả lời chú. Cảm ơn con. Nói chung là không đau tay là tốt rồi, còn đau chỗ nào thì cũng được. Thưa quý vị, như vậy là các thí sinh của chúng ta đúng là càng nhỏ thì càng đáng yêu, và càng về phần cuối ban giám khảo phải càng làm việc hăng say hơn với chất lượng các thí sinh, càng ngày càng tốt.